Tận thế đang đến. Nhiều thảm họa thiên nhiên nối tiếp nhau. Sau 2 năm rưỡi trong ngày tận thế, tôi đã được trùng sinh, dự trữ hàng triệu tấn vật tư và tập hợp đội ngũ để thành lập lực lượng của riêng tôi. Tôi đưa cho Lưu Hiểu Yên một tấm vải nguyên liệu. Chỉ trong có 3 ngày ngắn ngủi, Lưu Hiểu Yên đã làm ra một cái áo giáp. Bộ giáp này có thể chịu được sự tấn công của người cấp 1. Tôi hài lòng đưa tất cả các miếng còn lại, giao tất cả cho Lưu Hiểu Yên. Nhưng cái này cô cứ từ từ về làm. Một bộ áo giáp có thể kiếm được 1.000 điểm cống hiến. Lưu Hiểu Yên trực tiếp đổi lấy một lọ tăng cường thể chất rồi rời đi. Trong 3 ngày này, Nguyên Lý và những người khác đã xây biệt thự xong rồi. Lưu Hiểu Yên trở về biệt thự, liền lấy chất lỏng tăng cường ra uống hết. Lập tức một làn sóng năng lượng bao phủ người cô. Chị Lưu, chị cảm thấy thế nào rồi? Điều này thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy sức lực trên tay mình vô cùng lớn. Mọi người trước mặt liền chấn kinh. Như vậy thì sẽ bắt kịp sức mạnh với bọn tôi rồi. Chẳng trách sao những người bên cạnh Đô Gia lại mạnh mẽ như vậy. Đúng thế, chúng ta cũng phải làm việc chăm chỉ. Đến lúc đó cũng được thử thôi. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Chuyện gì thế này? Không phải động đất đó chứ? Không phải, hãy nhìn xem, có thứ gì đó trên đỉnh đồi đối diện. Làm sao đây? Chúng ta có nên tìm chỗ trốn không? Lúc này, máy liên lạc trong vườn vang lên. Nguyên Lý, có biến xảy ra rồi. Gọi tất cả người của bạn về đây. Biến gì thế chứ? Anh Đô Gia, không phải nói về thứ trên đỉnh núi đó chứ? Đừng nghĩ nữa, mau đi gặp đại ca thôi. Ngay sau đó Lưu Hiểu Yên và những người khác ta đến. Đại ca, hãy đến trước mặt chúng ta. Sức mạnh của họ chắc đỉnh cao cấp 3. Chúng ta có nên rút lui không? Tôi đặt kính thiên văn xuống và nói. Tại sao rút lui? Nếu hai con quái vật đó phát hiện chúng ta thì sao? Vậy cô sai rồi, bây giờ chúng là con mồi của tôi. Cô nên cầu nguyện rằng họ không bỏ chạy mới đúng. Đồng đội của Lưu Hiểu Yên liền sốc. Thú đột biến đáng sợ vậy, sao lại thành con mồi của đại ca rồi? Mọi người đừng lo lắng, cứ làm theo mệnh lệnh của tôi. Chúng ta chờ đợi một chút. Sau khi chúng phân biệt thắng bại, bọn mình sẽ đi thu dọn tàn cuộc. Cứ thế 2 giờ đã trôi qua. Hơi thở của hai con thú đột biến trở nên rất yếu. Bé chó, em mau đi kiểm tra bọn chúng. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy rút lui ngay. Được thôi đại ca. Lập tức, thấy hình của bé chó tăng vọt, xung quanh tỏa ra hỏa diện linh khí. Rồi bé chó chạy thẳng về phía đỉnh núi. Khi bé chó đến trước mặt họ, hai con thú đột biến này sắp đi gặp ông bà rồi. Rất nhanh sau đó, bé chó ngậm trong miệng mình 2 viên linh đan cấp 3 trở về. Đại ca, đây là linh đan của hai bọn chúng. Làm tốt lắm, tôi đã đặt một lõi vào không gian. Cái còn lại trả cho em đó. Cảm ơn đại ca. Bé chó ăn lõi linh đan chỉ trong một miếng, bắt đầu hấp thụ nó vào người. Nguồn sức mạnh khổng lồ bộc phát xung quanh của tôi. Tôi trước tiên phải cung cấp nguồn lực cho bé chó. Như vậy sau này, bé chó mới giúp tôi thu thập thêm nhiều lõi linh đan. Rất nhanh đã hấp thụ được toàn bộ. Những mảnh hỏa thạch bay xung quanh người nó đã bắt đầu phân chia. Mắt tôi sáng lên, có vẻ như hiệu ứng của lõi cấp 3 vẫn rất rõ ràng. Mới chỉ vừa ăn một cái xong, sức mạnh hỏa diện đã tăng gấp đôi. Đại ca, em đói quá, hai con thú trên núi có thể cho em ăn không? Đừng vội, sớm muộn nó cũng là của em. Mọi người cũng chuẩn bị chiến đấu thôi. Đại ca, không phải trận chiến kết thúc rồi sao? Lẽ nào còn kẻ khác nữa sao? Không sai, vẫn còn rất nhiều tên khác. Những tên khác đã bị thu hút do cường lực vừa tạo ra bởi quái thú. Đây cũng sẽ là trận chiến săn bắn đầu tiên của chúng ta.